Trên tay mình là ba cái cưa. Các bạn thấy nó gần như giống hệt nhau đúng không? Ở đây thì sẽ có này, cái đây và cái đây thì là cùng một loại. Riêng cái giữa thì giá chỉ bằng một nửa. Mới thì nó sẽ như nhau các bạn nhé. Mới thì mình dùng gần như là nó như nhau. Nhưng mà nếu mà về chất lượng khi thời gian qua thì cái cưa này thì nó sẽ khác biệt. Đó, nhìn thì cảm giác giống hệt nhau đúng không? Đấy các bạn nhìn kỹ nhé. Đây là cưa do Made in Japan. Nét chữ thì nó đậm hơn, nhìn sắc sảo và tinh tế hơn. Còn cái cưa bên trái thì cái thép nhìn nó màu nó đen hơn. Còn lại thì gần như nó giống nhau. Nó hơn nhau chủ yếu là cái chất thép thôi. Lúc đầu thì cưa mới thì nó cưa thì cũng rất là sắc và ok. Nhưng mà về lâu về dài thì tiền nào của đó thôi. Cưa này thì mình đã mua được 1 năm và mình rất là tự tin để giới thiệu cho các bạn. Test luôn cành nhãn bự cho các bạn xem này. Giây rất là nhẹ nhàng. Để mình lên trên chơi luôn cành to cho nó chất này. Sắm một cái cưa này về dùng thì cưa cành quá là ok. Giá thì có hơn 300 một tí thôi, quá là rẻ so với chất lượng. TikTok lại đang miễn ship và tặng thêm cả tiền nữa. Cành nó to như thế này cơ mà. Mất có 20 giây đã cưa xong rồi. Mà cưa rất là ngọt. Quá là xịn luôn các bạn ạ.